ngày 14 tháng 1, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố và trao quyết định cán bộ. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì. Cùng dự có các đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh quyết định điều động, phân công, chỉ định đồng chí Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy, giữ chức Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phan Thị Thanh Phương sinh năm 1984, quê tỉnh Quảng Nam, có trình độ là thạc sĩ khoa học chính trị, cử nhân chính trị học, cử nhân sinh học, cao cấp lý luận chính trị. Hiện đồng chí là đại biểu Quốc hội khóa 15, Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022-2027, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn.